Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. United có thể chiêu mộ chân sút hàng đầu Serie A. Rangnick gọi về MU siêu máy chạy thuận cả hai chân. MU chia tay Pogba để ký bản hợp đồng lớn nhất mùa hè. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. United có thể chiêu mộ chân sút hàng đầu Serie A. Theo nhà báo Romano, Man United có thể sẽ chiêu mộ tiền đạo Lautaro Martinez trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Nếu điều này xảy ra cũng là điều dễ hiểu, khi mà mới đây, huấn luyện viên Rangnick đã xác nhận quỷ đỏ cần bổ sung một tiền đạo trẻ chất lượng. Rangnick gọi về MU siêu máy chạy thuận cả hai chân. Thống kê cho thấy, kể khi Rangnick lên nắm quyền đến nay, Dalot đang trở thành một nhân tố chủ chốt nơi tuyến phòng ngự của MU. Sự phát triển vượt bậc đã khiến hậu vệ người Bồ lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia châu Âu, trong đó có Dortmund. Trước tình thế ấy, Oliver Rangnick bằng con mắt nhìn người của mình đã quyết định sẽ gọi trở lại Brandon Williams, cầu thủ trẻ người Anh được MU đem đi cho mượn hồi mùa hè và đang chơi cực kỳ nổi bật tại Norwich. Sức mạnh, nền tảng thể lực sung mãn, chơi tốt cả hai chân cùng với tốc độ kinh hoàng đang khiến Williams trở thành trụ cột của chim hoàng yến mùa giải này. Chứng kiến màn trình diễn đầy thuyết phục của cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Rangnick đã có buổi nói chuyện với Brandon để bàn bạc về tương lai của cầu thủ người Anh. Được biết, tờ The Sun đã theo dõi vụ việc trên và xác nhận rằng Brandon Williams muốn gắn bó tương lai lâu dài với đội chủ sân Old Trafford. Nhiều khả năng, cầu thủ sinh năm 2000 sẽ trở lại MU ở hè này để cạnh tranh cho một suất đá chính nơi hành lang cánh phải của Quỷ Đỏ. Thậm chí, Williams sẽ là một phương án chất lượng để thay thế Dalot trong trường hợp cầu thủ người Bồ chuyển tới Dortmund thi đấu. MU chia tay Pogba để ký bản hợp đồng lớn nhất mùa hè. Theo ký giả Romano, Pogba sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi mùa giải năm nay khép lại. Dù vậy, rất có thể tiền vệ người Pháp sẽ chia tay Old Trafford trong thời gian tới. Man United nhiều lần đưa ra lời đề nghị để thuyết phục Pogba gia hạn hợp đồng nhưng không thành công. Vì lẽ đó, theo nhiều nguồn tin, Quỷ Đỏ sẽ chấp nhận để cầu thủ này ra đi theo dạng tự do vào mùa hè. Để khóa lấp khoảng trống ở tuyến giữa, Man United xác định Declan Rice là mục tiêu hàng đầu. Theo ký giả Dan Jones, Man United thay vì trả Pogba mức lương khổng lồ sẽ dùng số tiền này để thực hiện thương vụ chiêu mộ Ray. Dan Jones cho hay, tôi đã xem xét tình hình của Ray xa hơn một chút và Man United đang muốn dùng tiền lương của Pogba vào một thỏa thuận cho cậu ấy. Những người có ảnh hưởng với Man United tin rằng họ hoàn toàn bị thuyết phục trong việc ký hợp đồng với Ray. Được biết, West Ham chỉ đều Ray ra đi với giá ít nhất 100 triệu bảng. Dù vậy, Ray là chữ ký đáng để đầu tư. Man United cần một cầu thủ chất lượng như tiền vệ người Anh ở tuyến giữa nhằm hướng tới thành công trong tương lai. Declan Rice có thể là bản hợp đồng lớn nhất của Man United vào mùa hè. Rangnick vừa thay đổi, MU liền xuất hiện hai cỗ máy chạy. Không phải tất cả đều hiệu quả, nhưng ít nhất Man United đã kết thúc trận đấu với 3 điểm trước Brighton thay vì lặp lại một kết quả hòa. Đóng góp tích cực nhất là hai cầu thủ chạy cánh ở đội hình xuất phát của MU. Theo đó, Rangnick tiếp tục tin dùng Jadon Sancho đang có phong độ cao ở cánh trái và xáo trộn mọi thứ bằng cách bố trí Anthony Elanga ra sân từ đầu bên cạnh đối diện. Cả hai không ghi bàn trực tiếp trong trận nhưng không thể phủ nhận sự đóng góp to lớn vào chiến thắng của Quỷ Đỏ. Với tốc độ và cường độ làm việc liên tục, Sancho và Elanga khiến hàng thủ Brighton rối loạn. Sancho vẫn tỏa sáng với một số pha lừa bóng ấn tượng và Elanga đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả của trận đấu. Đó là một pha pressing mạnh mẽ buộc Lewis Dumb phạm lỗi và bị đuổi khỏi sân. Bộ đôi này đã chứng tỏ sự nhạy bén trong mặt trận tấn công kể từ khi Rangnick nắm quyền. Điều quan trọng là Sancho và Elanga luôn biết cách tuân thủ chiến thuật. Cả hai hoạt động không biết mệt mỏi và chứng tỏ phù hợp với lối đá mà Rangnick yêu cầu. Những con số thống kê đã chứng minh điều đó. Sancho xếp hạng cao nhất trong đội hình MU về tỷ lệ thu hồi bóng trung bình mỗi trận với 4,8 lần và Elanga đứng thứ hai trong danh sách với trung bình 4,3 lần mỗi trận. Một yếu tố khác làm nổi bật đóng góp của Sancho và Elanga là họ dẫn đầu về số lần chạy nước rút trung bình trong mỗi 90 phút. Elanga trung bình thực hiện 28,7 pha chạy nước rút, trong khi Sancho đứng thứ hai với 21,9 lần. Về quãng đường hoàn thành, Elanga thiết lập tiêu chuẩn khi bao phủ trung bình 11,7 km trong 90 phút, còn Edinson Cavani xếp ngay sau với 11,6 km. Đứng thứ ba không ai khác là Sancho với trung bình 10,8 km mỗi trận. Rõ ràng, Sancho và Elanga chính là những cỗ máy chạy thật sự, cả hai đóng góp tích cực vào lối chơi chung. Đây là điều cần thiết để Man United thực hiện ý đồ của Rangnick và hướng tới một vị trí trong top 4 vào cuối mùa. Jadon Sancho đang dần khẳng định mình ở Man United.
Khởi đầu của chữ ký 73 triệu bảng tại sân Old Trafford là rất thất vọng khi anh không thể đóng góp bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào cho Man United, cũng như chẳng hề để lại dấu ấn nào lên lối chơi chung của đội nhà. Khi đó, truyền thông Anh thậm chí còn dùng biệt hiệu 007 để nói về Sancho, hòng ám chỉ thành tích không bàn thắng, không kiến tạo sau 7 trận đấu cho Quỷ Đỏ của Sancho. Dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, cựu cầu thủ Dortmund tỏ ra lạc lõng và không thể tìm được cảm giác bóng tốt nhất dù được bố trí thi đấu ở cánh trái hay cánh phải nơi hàng công đội nhà. Mãi đến khi huấn luyện viên Rangnick tiếp quản ghế nóng, tình hình mới trở nên sáng sủa hơn dành cho Sancho. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Bundesliga, thuyền trưởng người Đức lập tức tìm ra tiềm năng nơi chữ ký 73 triệu bảng và ông đã có những sự điều chỉnh để giúp tiền vệ người Anh tìm lại phong độ tốt nhất. Chia sẻ về quá trình giúp Sancho hòa nhập vào lối chơi chung của Man United, Oliver Rangnick cho biết: "Việc này cần thời gian, đối với tôi đó là điều bình thường. Tôi nghĩ phong cách bóng đá mà chúng tôi muốn chơi hoàn toàn phù hợp với khả năng của Sancho, điểm mạnh của anh ấy đến từ cánh trái. Tôi cũng cố gắng ủng hộ Sancho và nói với anh ấy rằng anh ấy nên tiếp tục cố gắng ngay cả ở giải đấu có tính thể chất và cạnh tranh cao như ngoại hạng Anh." Những thống kê đang cho thấy huấn luyện viên Rangnick đúng đắn thế nào khi bố trí Sancho thi đấu cố định ở hành lang trái thay vì xoay tua anh liên tục như dưới thời Solskjaer. Theo đó, anh tung ra trung bình 2,7 cú sút trúng đích mỗi trận, đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công 88,5% và đã ghi được 2 bàn thắng ở ngoại hạng Anh cho Quỷ Đỏ. Hiện tại, Sancho đang thi đấu ngày một hay hơn trong hệ thống của huấn luyện viên Rangnick và anh được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố giúp Man United có thể cán đích thành công ở top 4 ngoại hạng Anh mùa này. Pogba bật đèn xanh cho cả thế giới. Nếu không có bản hợp đồng gia hạn nào được ký giữa Pogba và Man United, trong 4 tháng tới đây, siêu sao người Pháp sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, đâu sẽ là điểm hạ cánh tiếp theo của Pogba lại đang là câu hỏi mở cho cả thế giới túc cầu. Theo tờ Telegraph, trái ngược với khoảng gần 2 năm trước, khi Pogba một mực hướng tới La Liga, cầu thủ người Pháp vào thời điểm hiện tại bỗng dưng lại không có ưu tiên đặc biệt cho bất kỳ biến động tương lai nào. Anh sẵn sàng lắng nghe thiện chí của toàn bộ lần túc cầu, bao gồm cả câu lạc bộ chủ quản hiện tại, Man United. Theo thông tin mà tờ Daily Mail lượng nhặt được, có một vài biến đỗ khả thi của Pogba như sau. Năm 2018, huấn luyện viên trưởng Man City Pep Guardiola từng liên hệ với đại diện của Pogba, nhưng yêu cầu của Pep đưa ra khi đó chưa thuyết phục được ngôi sao người Pháp. Với sự lớn mạnh hiện tại của Man City, nếu Pep trở lại với Pogba, tin chắc tỷ lệ thành công của ông sẽ lớn hơn rất nhiều năm 2018. Đầu quân cho Man City vào lúc này được báo chí Anh đánh giá là nước cờ hợp lý nhất của Pogba. Anh sẽ tiếp tục giữ được mức lương cao, được chơi thử bóng đá kiểm soát vốn là sở trường, được mơ từ những danh hiệu lớn. Tuy nhiên, liệu một câu lạc bộ đề cao tinh thần đồng đội như Man Xanh có dám chiêu mộ một cá tính lớn như Pogba hay không? Một đại gia khác cũng từng liên hệ với Pogba là PSG. Pogba từng đề ngỏ khả năng ở lại quê nhà thi đấu và PSG xem ra là biến đỗ hợp lý nhất. Tuy nhiên, liệu một ngôi sao với cái tôi lớn như Pogba có muốn đứng chung tập thể với những siêu sao khác như Neymar, Lionel Messi và Kylian Mbappe hay không? Ở lại Man United cũng là một lựa chọn không tồi với Pogba. Tuy nhiên, cơ hội để Quỷ Đỏ giữ chân Pogba còn tùy thuộc vào việc họ sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên nào thay thế Rangnick vào tháng 6 tới. Nếu chiến lược gia đó hợp với Pogba, khả năng anh ở lại sân Old Trafford không hề thấp. Pogba vừa trở lại thi đấu sau 3 tháng dính chấn thương và anh ngay lập tức chứng minh được đẳng cấp của một cầu thủ lớn. Trong 3 trận ngoại hạng Anh gần nhất, Pogba đóng góp 2 bàn thắng. Những đường truyền của Pogba vẫn giữ được sự ổn định cao về cả độ chính xác lẫn tính sáng tạo. Vậy nên, việc Pogba bật đèn xanh cho cả thế giới túc cầu tin chắc sẽ ngay lập tức tạo nên một trận đại chiến. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!